Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của tám giải thoát chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, hoặc tịnh bất tịnh của tám giải thoát, hoặc tịnh bất tịnh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịnh bất tịnh của tám giải thoát, và cái danh tịnh bất tịnh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, các danh này đã chẳng có. Thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của tám giải thoát là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh không hoặc bất không của tám giải thoát chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh không hoặc bất không của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc không bất không của tám giải thoát, hoặc không bất không của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh không bất không của tám giải thoát, và cái danh không bất không của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh không hoặc bất không của tám giải thoát là Đại Bồ Tát, chính cái danh không hoặc bất không của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của tám giải thoát chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu tướng vô tướng của tám giải thoát, hoặc hữu tướng vô tướng của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tướng vô tướng của tám giải thoát, và cái danh hữu tướng vô tướng của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của tám giải thoát là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của tám giải thoát chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu nguyện vô nguyện của tám giải thoát, hoặc hữu nguyện vô nguyện của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu nguyện vô nguyện của tám giải thoát, và cái danh hữu nguyện vô nguyện của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của tám giải thoát là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của tám giải thoát chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tịch tịnh bất tịch tịnh của tám giải thoát, hoặc tịch tịnh bất tịch tịnh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịch tịnh bất tịch tịnh của tám giải thoát, và cái danh tịch tịnh bất tịch tịnh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của tám giải thoát là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của tám giải thoát chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc viễn ly bất viễn ly của tám giải thoát, hoặc viễn ly bất viễn ly của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh viễn ly bất viễn ly của tám giải thoát, và cái danh viễn ly bất viễn ly của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của tám giải thoát là Đại Bồ Tát,
chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là Đại Bồ Tát. Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của tám giải thoát chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu vi vô vi của tám giải thoát, hoặc hữu vi vô vi của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu vi vô vi của tám giải thoát và cái danh hữu vi vô vi của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của tám giải thoát là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của tám giải thoát chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu lậu vô lậu của tám giải thoát, hoặc hữu lậu vô lậu của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu lậu vô lậu của tám giải thoát và cái danh hữu lậu vô lậu của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của tám giải thoát là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh sanh hoặc diệt của tám giải thoát chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh sanh hoặc diệt của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc sanh diệt của tám giải thoát, hoặc sanh diệt của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh sanh diệt của tám giải thoát và cái danh sanh diệt của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh sanh hoặc diệt của tám giải thoát là Đại Bồ Tát? Chính cái danh sanh hoặc diệt của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thiện hoặc phi thiện của tám giải thoát chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh thiện hoặc phi thiện của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thiện phi thiện của tám giải thoát, hoặc thiện phi thiện của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thiện phi thiện của tám giải thoát và cái danh thiện phi thiện của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh thiện hoặc phi thiện của tám giải thoát là Đại Bồ Tát? Chính cái danh thiện hoặc phi thiện của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của tám giải thoát chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu tội vô tội của tám giải thoát, hoặc hữu tội vô tội của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tội vô tội của tám giải thoát và cái danh hữu tội vô tội của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của tám giải thoát là Đại Bồ Tát? Chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của tám giải thoát chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu phiền não vô phiền não của tám giải thoát, hoặc hữu phiền não vô phiền não của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu phiền não vô phiền não của tám giải thoát
và cái danh hữu phiền não vô phiền não của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biên xứ. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của tám giải thoát là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biên xứ là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của tám giải thoát chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thế gian xuất thế gian của tám giải thoát, hoặc thế gian xuất thế gian của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ, chốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thế gian xuất thế gian của tám giải thoát và cái danh thế gian xuất thế gian của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của tám giải thoát là Đại Bồ Tát? Chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của tám giải thoát chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tạp nhiễm thanh tịnh của tám giải thoát, hoặc tạp nhiễm thanh tịnh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tạp nhiễm thanh tịnh của tám giải thoát và cái danh tạp nhiễm thanh tịnh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của tám giải thoát là Đại Bồ Tát? Chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của tám giải thoát chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thuộc sanh tử thuộc niết bàn của tám giải thoát, hoặc thuộc sanh tử thuộc niết bàn của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thuộc sanh tử thuộc niết bàn của tám giải thoát và cái danh thuộc sanh tử thuộc niết bàn của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của tám giải thoát là Đại Bồ Tát? Chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tại nội tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của tám giải thoát chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh tại nội tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tại nội tại ngoại tại lưỡng gian của tám giải thoát, hoặc tại nội tại ngoại tại lưỡng gian của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tại nội tại ngoại tại lưỡng gian của tám giải thoát và cái danh tại nội tại ngoại tại lưỡng gian của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tại nội tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của tám giải thoát là Đại Bồ Tát? Chính cái danh tại nội tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của tám giải thoát chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc khả đắc bất khả đắc của tám giải thoát, hoặc khả đắc bất khả đắc của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh khả đắc bất khả đắc của tám giải thoát và cái danh khả đắc bất khả đắc của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của tám giải thoát là Đại Bồ Tát? Chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ là Đại Bồ Tát?
lại nữa thiện hiện, ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh pháp môn giải thoát không chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng phải là Đại Bồ Tát. Cụ thọ thiện hiện bạch, bạch Thế Tôn, hoặc pháp môn giải thoát không, hoặc pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh pháp môn giải thoát không, và cái danh pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát, chính cái danh pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của pháp môn giải thoát không chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh thường hoặc vô thường của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thường vô thường của pháp môn giải thoát không, hoặc thường vô thường của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thường vô thường của pháp môn giải thoát không, và cái danh thường vô thường của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát, chính cái danh thường hoặc vô thường của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh lạc hoặc khổ của pháp môn giải thoát không chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh lạc hoặc khổ của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc lạc khổ của pháp môn giải thoát không, hoặc lạc khổ của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh lạc khổ của pháp môn giải thoát không, và cái danh lạc khổ của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh lạc hoặc khổ của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát, chính cái danh lạc hoặc khổ của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của pháp môn giải thoát không chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh ngã hoặc vô ngã của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc ngã vô ngã của pháp môn giải thoát không, hoặc ngã vô ngã của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh ngã vô ngã của pháp môn giải thoát không, và cái danh ngã vô ngã của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát, chính cái danh ngã hoặc vô ngã của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của pháp môn giải thoát không chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tịnh bất tịnh của pháp môn giải thoát không, hoặc tịnh bất tịnh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịnh bất tịnh của pháp môn giải thoát không, và cái danh tịnh bất tịnh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh không hoặc bất không của pháp môn giải thoát không chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh không hoặc bất không của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc không bất không của pháp môn giải thoát không, hoặc không bất không của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh không bất không của pháp môn giải thoát không, và cái danh không bất không của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh không hoặc bất không của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát, chính cái danh không hoặc bất không của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của pháp môn giải thoát không chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng phải là Đại Bồ Tát?
Bạch Thế Tôn, hoặc hữu tướng vô tướng của pháp môn giải thoát không, hoặc hữu tướng vô tướng của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tướng vô tướng của pháp môn giải thoát không, và cái danh hữu tướng vô tướng của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của pháp môn giải thoát không chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu nguyện vô nguyện của pháp môn giải thoát không, hoặc hữu nguyện vô nguyện của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu nguyện vô nguyện của pháp môn giải thoát không, và cái danh hữu nguyện vô nguyện của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của pháp môn giải thoát không chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tịch tịnh bất tịch tịnh của pháp môn giải thoát không, hoặc tịch tịnh bất tịch tịnh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịch tịnh bất tịch tịnh của pháp môn giải thoát không, và cái danh tịch tịnh bất tịch tịnh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của pháp môn giải thoát không chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc viễn ly bất viễn ly của pháp môn giải thoát không, hoặc viễn ly bất viễn ly của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh viễn ly của pháp môn giải thoát không, và cái danh viễn ly của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát, chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của pháp môn giải thoát không chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu vi vô vi của pháp môn giải thoát không, hoặc hữu vi vô vi của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu vi vô vi của pháp môn giải thoát không, và cái danh hữu vi vô vi của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của pháp môn giải thoát không chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu lậu vô lậu của pháp môn giải thoát không, hoặc hữu lậu vô lậu của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu lậu vô lậu của pháp môn giải thoát không, và cái danh hữu lậu vô lậu của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh sanh hoặc diệt của pháp môn giải thoát không chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh sanh hoặc diệt của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng phải là Đại Bồ Tát?
Bạch Thế Tôn, hoặc sanh diệt của pháp môn giải thoát không, hoặc sanh diệt của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh sanh diệt của pháp môn giải thoát không và cái danh sanh diệt của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh sanh hoặc diệt của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát, chính cái danh sanh hoặc diệt của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thiện hoặc phi thiện của pháp môn giải thoát không chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh thiện hoặc phi thiện của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thiện phi thiện của pháp môn giải thoát không, hoặc thiện phi thiện của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thiện phi thiện của pháp môn giải thoát không và cái danh thiện phi thiện của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thiện hoặc phi thiện của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát, chính cái danh thiện hoặc phi thiện của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của pháp môn giải thoát không chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu tội vô tội của pháp môn giải thoát không, hoặc hữu tội vô tội của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tội vô tội của pháp môn giải thoát không và cái danh hữu tội vô tội của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của pháp môn giải thoát không chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu phiền não vô phiền não của pháp môn giải thoát không, hoặc hữu phiền não vô phiền não của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu phiền não vô phiền não của pháp môn giải thoát không và cái danh hữu phiền não của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của pháp môn giải thoát không chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thế gian xuất thế gian của pháp môn giải thoát không, hoặc thế gian xuất thế gian của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thế gian xuất thế gian của pháp môn giải thoát không và cái danh thế gian xuất thế gian của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát, chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của pháp môn giải thoát không chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tạp nhiễm thanh tịnh của pháp môn giải thoát không, hoặc tạp nhiễm thanh tịnh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tạp nhiễm thanh tịnh của pháp môn giải thoát không và cái danh tạp nhiễm thanh tịnh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát, chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của pháp môn giải thoát không chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thuộc sanh tử, thuộc niết bàn của pháp môn giải thoát không,
hoặc thuộc danh tử, thuộc niết bàn của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thuộc danh tử, thuộc niết bàn của pháp môn giải thoát không, và cái danh thuộc danh tử, thuộc niết bàn của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thuộc danh tử hoặc thuộc niết bàn của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát, chính cái danh thuộc danh tử hoặc thuộc niết bàn của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán như nào mà nói là chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của pháp môn giải thoát không chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của pháp môn giải thoát không, hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của pháp môn giải thoát không, và cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát? Chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của pháp môn giải thoát không chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc khả đắc bất khả đắc của pháp môn giải thoát không, hoặc khả đắc bất khả đắc của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh khả đắc bất khả đắc của pháp môn giải thoát không, và cái danh khả đắc bất khả đắc của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát? Chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát? Lại nữa, thiện hiện, người quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh pháp môn Đà La Ni chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh pháp môn Tam Ma Địa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Cụ thọ thiện hiện bạch, Bạch Thế Tôn, hoặc pháp môn Đà La Ni hoặc pháp môn Tam Ma Địa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh pháp môn Đà La Ni và cái danh pháp môn Tam Ma Địa. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh pháp môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát, chính cái danh pháp môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của pháp môn Đà La Ni chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh thường hoặc vô thường của pháp môn Tam Ma Địa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thường vô thường của pháp môn Đà La Ni, hoặc thường vô thường của pháp môn Tam Ma Địa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thường vô thường của pháp môn Đà La Ni và cái danh thường vô thường của pháp môn Tam Ma Địa. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của pháp môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát, chính cái danh thường hoặc vô thường của pháp môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh lạc hoặc khổ của pháp môn Đà La Ni chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh lạc hoặc khổ của pháp môn Tam Ma Địa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc lạc khổ của pháp môn Đà La Ni, hoặc lạc khổ của pháp môn Tam Ma Địa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh lạc khổ của pháp môn Đà La Ni và cái danh lạc khổ của pháp môn Tam Ma Địa. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh lạc hoặc khổ của pháp môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát, chính cái danh lạc hoặc khổ của pháp môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của pháp môn Đà La Ni chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh ngã hoặc vô ngã của pháp môn Tam Ma Địa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc ngã vô ngã của pháp môn Đà La Ni, hoặc ngã vô ngã của pháp môn Tam Ma Địa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh ngã vô ngã của pháp môn Đà La Ni và cái danh ngã vô ngã của pháp môn Tam Ma Địa. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của pháp môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát, chính cái danh ngã hoặc vô ngã của pháp môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát?
Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của Pháp Môn Đà La Ni chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của Pháp Môn Tam Ma Địa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tịnh bất tịnh của Pháp Môn Đà La Ni, hoặc tịnh bất tịnh của Pháp Môn Tam Ma Địa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịnh bất tịnh của Pháp Môn Đà La Ni và cái danh tịnh bất tịnh của Pháp Môn Tam Ma Địa. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của Pháp Môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của Pháp Môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh không hoặc bất không của Pháp Môn Đà La Ni chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh không hoặc bất không của Pháp Môn Tam Ma Địa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc không bất không của Pháp Môn Đà La Ni, hoặc không bất không của Pháp Môn Tam Ma Địa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh không bất không của Pháp Môn Đà La Ni và cái danh không bất không của Pháp Môn Tam Ma Địa. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh không hoặc bất không của Pháp Môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát, chính cái danh không hoặc bất không của Pháp Môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của Pháp Môn Đà La Ni chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của Pháp Môn Tam Ma Địa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu tướng vô tướng của Pháp Môn Đà La Ni, hoặc hữu tướng vô tướng của Pháp Môn Tam Ma Địa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tướng vô tướng của Pháp Môn Đà La Ni và cái danh hữu tướng vô tướng của Pháp Môn Tam Ma Địa. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của Pháp Môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát? Chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của Pháp Môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của Pháp Môn Đà La Ni chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của Pháp Môn Tam Ma Địa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu nguyện vô nguyện của Pháp Môn Đà La Ni, hoặc hữu nguyện vô nguyện của Pháp Môn Tam Ma Địa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu nguyện vô nguyện của Pháp Môn Đà La Ni và cái danh hữu nguyện vô nguyện của Pháp Môn Tam Ma Địa. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của Pháp Môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát? Chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của Pháp Môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của Pháp Môn Đà La Ni chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của Pháp Môn Tam Ma Địa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tịch tịnh bất tịch tịnh của Pháp Môn Đà La Ni, hoặc tịch tịnh bất tịch tịnh của Pháp Môn Tam Ma Địa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịch tịnh bất tịch tịnh của Pháp Môn Đà La Ni và cái danh tịch tịnh bất tịch tịnh của Pháp Môn Tam Ma Địa. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của Pháp Môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát? Chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của Pháp Môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của Pháp Môn Đà La Ni chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của Pháp Môn Tam Ma Địa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc viễn ly bất viễn ly của Pháp Môn Đà La Ni, hoặc viễn ly bất viễn ly của Pháp Môn Tam Ma Địa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh viễn ly bất viễn ly của Pháp Môn Đà La Ni và cái danh viễn ly bất viễn ly của Pháp Môn Tam Ma Địa. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của Pháp Môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát? Chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của Pháp Môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của Pháp Môn Đà La Ni chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của Pháp Môn Tam Ma Địa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu vi vô vi của Pháp Môn Đà La Ni, hoặc hữu vi vô vi của Pháp Môn Tam Ma Địa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu vi vô vi của Pháp Môn Đà La Ni và cái danh hữu vi vô vi của Pháp Môn Tam Ma Địa.
các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của pháp môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của pháp môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của pháp môn Đà La Ni chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của pháp môn Tam Ma Địa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu lậu vô lậu của pháp môn Đà La Ni, hoặc hữu lậu vô lậu của pháp môn Tam Ma Địa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu lậu vô lậu của pháp môn Đà La Ni và cái danh hữu lậu vô lậu của pháp môn Tam Ma Địa. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của pháp môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của pháp môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh sanh hoặc diệt của pháp môn Đà La Ni chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh sanh hoặc diệt của pháp môn Tam Ma Địa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc sanh diệt của pháp môn Đà La Ni, hoặc sanh diệt của pháp môn Tam Ma Địa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh sanh diệt của pháp môn Đà La Ni và cái danh sanh diệt của pháp môn Tam Ma Địa. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh sanh hoặc diệt của pháp môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát, chính cái danh sanh hoặc diệt của pháp môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thiện hoặc phi thiện của pháp môn Đà La Ni chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh thiện hoặc phi thiện của pháp môn Tam Ma Địa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thiện phi thiện của pháp môn Đà La Ni, hoặc thiện phi thiện của pháp môn Tam Ma Địa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thiện phi thiện của pháp môn Đà La Ni và cái danh thiện phi thiện của pháp môn Tam Ma Địa. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thiện hoặc phi thiện của pháp môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát, chính cái danh thiện hoặc phi thiện của pháp môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của pháp môn Đà La Ni chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của pháp môn Tam Ma Địa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu tội vô tội của pháp môn Đà La Ni, hoặc hữu tội vô tội của pháp môn Tam Ma Địa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tội vô tội của pháp môn Đà La Ni và cái danh hữu tội vô tội của pháp môn Tam Ma Địa. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của pháp môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của pháp môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát? Hết quyển thứ 31.